không có gì hay là đẹp nữa. Ba bên cạnh đã kể mấy mở đầu. Đã đã muốn chuẩn thì đã sẽ mất mở đầu. We find I in the bedroom, that's why. Okay. This one is your daughter. Okay, her hair. He disabled you. Yeah, yellow. Okay, her hair you to fall or her hair you to you to fall. This one now. Is a sample. If you wash and you feel good, you can, I can import for you because I'm using for myself. I know you to sell from Vietnam. Yeah. This one now is condition. And after you wash your hair, you use them. So small. See, you know they have hair. Me, my own, just small because my own blend is just small. You massage like 3 minutes before you wash them with water. Because the mention here that we will need to wash hair every day. We wash it every day. My hair now, every day you wash them. They are washing them. You know, they are three like this. Đây là con gái của bác Rafael. Cái bác này là vợ bác Rafael hôm bữa dính quay đi mua bánh mì đó. Thì ở đây người ta có một số người châu Phi da đen. Nhưng mà kiểu như người ta bị nấm da hay là đòi mồi. Nhưng không biết cái bệnh đó ở Việt Nam mình hồi trước Nhưng có thấy một vài người. Người ta bị lột ra. Xong gốc đầu nó da trắng bóc vậy đó. Trắng đến nỗi mà cái lông mày, lông tay, chân cũng trắng. Mà bé này được không hiểu sao mà tóc nó màu đen. Nhưng không biết người ta có nhuộm không. Mà bác này giờ bác này muốn là bé này để tóc tự nhiên như tóc của Nhím vậy đó, chứ không có muốn nó thắt hay là nó làm kiểu như người châu Phi. Thì là bác ngỏ ý bác xin cái dầu gội của Nhím về gội. Thì đây là cái dầu gội của chị Linh Trang gửi cho Nhím. Nhím thấy nó có công dụng với bản thân Nhím, nhưng mà Nhím không biết là đối với những người khác thì nó có hợp hay không. Cho nên là nhà mình nếu mà muốn sử dụng á thì có thể liên hệ cái số điện thoại trên màn hình Nhím để đây, nhà mình gọi và đặt thử một vài mẫu và dùng thử. Có nhiều khi nó hợp với cái cơ địa và da của mình thì nó sẽ phát quy tác dụng. Cái này thì Nhím không có quảng cáo để bán hàng thu phần trăm lợi nhuận hay là chia chác gì cả. Cho nên nếu mà nhà mình thật sự có nhu cầu cần thì mình đặt và mình trải nghiệm thử, chứ không phải là ủng hộ cho Nhím cho nên mua, và cũng mua giống như là mình mua hàng trên mạng vậy đó, chứ đừng có vì Nhím mà làm khác đi. Tại vì Nhím không có ở Việt Nam, Nhím không có chịu trách nhiệm được và cũng không có giải quyết được những cái vấn đề gút mắt sau này. Ôi ôi, Nhím trồng càng ngày càng lên tay nhà mình. Bữa nay thấy cái cà tím chà bá lửa luôn nè. Đó, dài thon nè. Hồi đợt là trồng nhỏ nhỏ không à. Cái này là nhờ khán giả nhà mình xúi Nhím đó là có thể là cắt tược là nó mọc lên là ăn tiếp. Không có cần gieo mới. Thành ra là càng cắt tược nó càng xum xên và cái cây cà chà bá lửa luôn. Ôi giờ nó ra trái cà tím cho bá nữa luôn. Này là cái đợt cà sao nè. Đợt cà sao nhà mình xúi Nhím là không có cần gieo hạt mới, chỉ cần cắt tược là nó mọc lại nè, quá trời luôn. Cà pháo. Tốt ghê luôn nhà mình. Nhím không có phân thuốc gì hết trơn á. Tại vì trồng cốt để ăn mà. Này, mấy cái này trồng ngoài đây mà cỏ quá cỏ, nhưng mà nó vẫn tốt. Cái này là cái miếng đất hoang, kiểu như trồng cái nó bị lây qua nhà mình. Chứ chỗ này cái bà đó bà xây nhà bên đây nè, bà làm bà đổ đá đó. Nguyên khu này là giờ đá không mà không có trồng được. Thì để bà làm xong nhà đi, bà không còn đổ nữa đi, xong rồi mình dọn, mình trồng tiếp. Đây là cái khu đất ở phía trước nhà Nhím nữa. No, cái này là bữa qua nó đi. Đó mà mình hái về quýt dở gì á. Cái này là đậu đũa. Đậu đũa này là nó mọc đại như nhà mình, kiểu như bữa Nhím gieo nó không có, Nhím không có kế hoạch. Kiểu như ngoài đây là cái lùm nó bò lên, xong rồi tự nó già, xong rồi tự nó rụng, rồi giờ nó mọc trở lại lần nữa. Đó, cái này là rừng như nhà mình, cái này là thu hoạch trong rừng luôn. Mà được nhiêu đây nè. Rồi giờ vô vườn thu hoạch vườn. Ôi ơi, nhà mình coi một cái ớt khác ông Cạp ổng trồng nè. Cái loại ớt đây là một cái loại ớt khác ông Cào ông trồng, coi trái nào trái nấy khủng hoảng không nha mình. Ôi ơi, coi trái ớt nè, khiếp đảm không. Hai bệnh là Nhím thèm ăn lẩu canh chua, nhưng mà bây giờ chơi là lẩu Thái đi nhà mình, sẵn chơi ăn lẩu luôn. Mấy cái rau này giờ nó bự quá bự rồi mà không ăn không được, để nó già hết mình coi.
Mưa nữa, mưa bị lá nó bị đất nó văng lên á. Thôi nhúng cắt luôn. Bữa khán giả hỏi nhà mình sao cắt xác như vậy. Cái này mình cắt xác mình chừa một tược thôi. Chừa một tược, hai tược thôi. Mình chừa nhiều quá, nó ra nhiều quá, nó không có được. Khán giả nhà mình nói nhím ớt hiểm rừng, ớt hiểm rừng giờ không có, giờ chơi ớt này được không? Ớt thì nhìn thấy ớt thấy khủng hoảng không? Quá trời luôn nè, chùm chùm luôn nè. Bữa nay là chơi nấu lẩu trăm trái ớt hiểm. Cá trê trăm trái ớt hiểm nha. Đó, quá trời luôn. Giờ lòng tham không đáy, bây giờ quá trời rau dền rồi. Này chắc phải rủ cái băng non xô đang làm bệnh viện qua quá. Trời ơi, cái này cái cà pháo xanh của chị Hoàng Hiền gửi nó, chị Hoàng Hiền. Giống. Trời ơi, giờ mình coi nè. Có một cây thôi đó. Tính là hái lá bụt giấm. Nhưng mà lá me nhiều quá nhiều. Lá me nấu canh chua là hết sảy luôn. Chắc đủ rồi nè. Nhiều rồi, nhiều rồi. Đu đu. Có bắp luôn. Có bắp luôn, thành ra là thôi chơi nấu lẩu mà. Này là đậu bắp của ổng nè, nhà mình đậu bắp đỏ của chị Hoàng Hiền gửi. Thì này ổng tính là để giống cho nhiều vô. Giờ ổng để được 3 trái bự này làm giống thì nhím sẽ hái cái trái này. Bữa thấy mấy ổng ăn rau mồng tơi cũng ngon quá. Bữa nay nhím chơi luôn mồng tơi. Quá trời luôn nè. Một trồng cho nó leo lên cái lưới B40 này là ăn mệt nghỉ luôn. Rồi bữa nay là nhím dứt một đống rau dền đỏ. Còn nữa với nhà mình nhưng mà nhím sợ ăn không hết á. Quá trời luôn. Dền đỏ rồi mồng tơi. Tơi rau muống. Cái này là quế. Rau muống cái này quế, quế với ớt. Non xèo luôn. Rau dền. Thôi bây giờ thì nhím nấu cái sẽ xào sơ cái đầu cá trê. Đầu cá trê chà bá lửa luôn. Cái này nhím mua ngoài tiệm làm sẵn. Mình chỉ nấu thôi, chứ nhím không có làm, không có mua được nguyên con bự. Sợ xác xanh. Mà mua cái người ta cắt ngoài chợ thì sợ không tươi. The work is moving. I had the messenger done, finish the level. Okay. So by tomorrow now, carpenter is supposed to start. Figo, will you carpenter? I will meet Figo this night. If I come out from here, I will go and meet Figo. Though his organ they are around by now. So he has to involve somebody that he will work with. Let the person come and start the work. Him and the person know how they will set up. But we need that work to start tomorrow. Yes, he must start the work tomorrow. If you no, so that, you will not give another chance for that man. If you wait for Figo tomorrow, we will see and we'll find another person. Have fun. What are so much? What that? See fish. Another delicious. My pepe. Are you too much pepe? But no pepe now. Because fish now, fish no pepe cannot eat. Pepe there. You got to eat them. Why? That is correct. That guy can't wanna eat food. Why I report to the back? Because some person report back to you. That's because the telephone now. I don't want to report to you. What happened? They go and do sacrifice for road, and we have stopped that. And decide one everybody not to. You know, so the announcer saw them yesterday. Where they are doing prayer. Where they are doing sacrifice with, you know, they are doing it with both
small chicken, many things. So they arrested them. Okay. So afternoon, so set up. Like he was like, maybe let us forgive them, you know. So and Manso leave them and go his way, not knowing that that boy John, that GSS law member, the one that do weather. So not knowing that later he collected their phone, two of them phone, that they should report to them. That's why I asked him, so why he collected the phone and he did not report the phone to me. Mm-hmm. He took somebody's phone and go home. That uh-huh. is, this boy say you harass him and take the phone. Now that is true now. Yeah. Because nobody know about that. Yes. Có một số rất là nhiều, đại đa phần luôn, thanh niên trẻ ở đây bây giờ suốt ngày không có lo làm ăn, cứ lông nhông một thằng hai ba cái điện thoại để mà làm những cái hành vi đào lửa mà tinh vi cực kỳ luôn, thông qua mạng xã hội, thông qua những cái app đồ này kia, và nó giả danh như thế nào không biết, và nó có thể là nó đào lửa tới những cái người nước ngoài, thậm chí là ở Việt Nam mình cũng bị luôn. Đó, và nó giống như một cái đường dây xuyên quốc gia quốc tế luôn, và chính phủ ở đây thì không thể nào quản lý nổi, và hình như cũng không biết là có muốn quản lý hay không, chỉ biết là cái gì có tiền ở đây là người ta sẽ được tôn trọng, không cần biết tiền đó đâu ra đó. Và thậm chí là người dân, những cô gái trẻ trẻ này kia cũng rất là thích bạn trai của mình làm như vậy đó, cho nên là ông Cạp với đội EZS thì không cấm được, nhưng mà nói miếng thằng đó là bây giờ muốn làm thì mày ra khỏi khu vực này, mày làm ở đâu đó không biết. Thì những cái thanh niên đó, khi mà nó tìm được một cái con mồi nào đó, trước khi mà nó thành công cái hành vi của nó, thì nó sẽ cúng kiến đồ này kia ở những cái ngã ba đường, nó tế con này con kia đồ này kia, nó tin là làm như vậy là cái con mồi sẽ xa lưới dễ dàng đồ này kia đó. Thì ông cả ông nói bây giờ tôi muốn cúng cái gì cúng, nhưng mà ra khỏi cái xã này, trong cái phạm vi quản lý của tụi ta là không được có những hành vi như vậy. Thì ông Nên Xô ổng hốt được tụi nó hôm qua, xong ông Nên Xô ổng giảng đạo, thì nhà mình biết tính ông Nên Xô đó, giảng đạo xong Nên Xô coi như là tha thứ lần đầu. Thì không ngờ là ông John cũng là nhân viên đội bảo vệ, thì ổng đi trực, thì ổng hốt vào buổi tối và ông tịch thu điện thoại luôn đó. Thì giờ sáng tụi nó tới báo mét ông gặp là ông John là trấn lột điện thoại của nó rồi. Thì giờ mấy ông này sẽ đi tới nhà ông John để xử, nhưng mà cái này là giao lại cho Nên Xô làm, tại vì ông Cạp ổng đang làm riết cho xong cái miếng vườn ở phía sau này, nhím đang định là trồng thêm mì để nhà mình. Tình hình bây giờ là gạo với mì bên đây là tăng giá gấp 3, gấp 4 lần luôn rồi. Nhím là đang tính là dự trữ thêm lương thực thực phẩm, sợ nạn đói như mấy năm trước. Chị Gary Eck, đây là cái cà pháo của người châu Phi này nhà mình. Đó, cà pháo của người châu Phi là như vậy đây. Người ta không có cái loại cà pháo trắng như mình, người ta có cái trái bự, người ta có trái bự chà bá lửa, bữa chị ba mua cho đám đó. Mình thấy hay ăn trong đám với cái loại nhỏ xíu này. Ăn nó có cái vị đắng đắng nhẫn nhẫn, nhưng mà nó rất là thơm. Nó không có giòn như cà pháo của mình. Cái này người ta trộn gỏi củ mì. Cái này mình mới ăn thì nó hơi đắng đắng, mà mình nhai nhai lát nó có cái vị ngọt. Đó là một cái loại thuốc. And this I think the medicine something. It's always good for body now. It's filtering blood, I think. Him bitter, bitter. No, him bitter is medicine. Giờ ông trồng 3 cái ớt nữa. Ôi trời ơi, Si Johan.
ăn. Nó sẽ bé bé nó tụ. Ok. Who they work here? Captain, a second. Okay. You see, we have finished putting the block. Yes, because before I remember only one block on top of the window. So you even our fans say this is too soft, but since we act like this now, it torn already. Khán giả nhà mình nói là cái này thấp quá thì cũng may là ông Nonso ông thiết kế là nó cao hơn rồi. Nhím thì nhím không biết luôn. Cái này giờ thợ mộc người ta làm chuẩn bị cái khung cửa luôn rồi và người ta làm cái vàng ở trên mái luôn rồi. Vậy chỉ còn lợp. Ok. You understand now, but I understand. It's somehow like weight for this plate, no? So you go there, like there, photo, but let's see if afternoon you go. Còn bây giờ thì nhà nhím trả lại coi tình hình mấy cả làm cái lá như thế nào. Nếu mỏng chưa làm được gì hết là coi như nhà nhím sẽ vỡ kế hoạch không làm lá nữa. Mà sẽ là ton luôn. Good morning, ba. Adima. Adi ba 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 bulun ke ke we ba ta. I know na one two. Everyone had na ne. No dika. Dika ya mo ni te jualo. Uno oko. Ni runa pa na zo. Na zo. Uno ewu. Mpa. Ari ga yan pota da na nya gala se ari ga ya suspend ga dia e mu anwa le jen ke ja ja lo aya awu ni za amma na awu le yo amma na ko oga na 2 days here where been dey I told maybe give me the money I give and last to go use zen to do this thing e better because this one is waiting time two more and our panel dey to go mba na si nyanya mama Cái bác cả bây giờ làm coi bộ thấy ổng làm không sể. Mà nhà nhím thì muốn bắt dê về cho nó xong. Chứ để làm nhím thấy nhức đầu á, nhím không muốn như vậy. Mặc dù mình cố gắng mình cho ổng có thu nhập. Nhưng mà thôi, giờ mình quyết định là mình lo thân mình trước. Nữa. Chị ba là bị con trai của anh ba đuổi khỏi nhà, thành ra là giờ là toàn là qua lại với nhà mẹ chồng nhím với làm cò cho mấy người thầy mo rồi này kia. Nghe con ai cũng nghe nhớ là con nghe. Mẹ ơi, mẹ chơi gì chích cỡ bị ấy nghe mẹ. Chị ba vậy nói là mẹ bị nhức răng. Điện nhà nhím qua thăm. Chích pen. Chị pen in you. It's wow. The which side? Okay. Listen, so you need to go have go doctor now. Let doctor give you something. Remove it for here. Because the tick don't remove, remain only small. Small. So the doctor will remove it fine. You want to? That's the only way. I. It's not have to do another dog in Africa. Another do. Yeah, so you are more than good. Yeah, I fear that the person that will remove will start rotting it and I start to remove it like something catch three. You are trying to remove it by five by four. Must now. No, this one is very easy. No, I'm going to go to the house.
Agwa ọkwa na hapụ etu agadi rice na eto. Na-eto. Na-eto. Ọwụzale ezekata nkụ. Ọwụzale kata nkụ. Ya na-eto. Nda ayi wọta si. Mhm. Aba patado cha. Ai. N'ofu eze ọkwa nke pụta anụ. Amaga otu eze ade ọ nwe nke bi agbe ndị eme. Nime. Ha? Ya ese na ele. Tọrọ. Kwa ndị ade te eje na mọ. Ha na-eto ndị na alụ na job ego na kaba ekwe. Nka ọkwa. File ego ego gị na Oscar. Bây giờ thì để Nhiếm up cái video ở đây hen, để Nhiếm chuẩn bị chở mẹ chồng đi nhổ răng. Thấy mẹ rên kêu ăn không được đồ ổng cào ổng cũng sót đó. Này có gì Nhiếm sẽ quay toàn cảnh cho nhà mình xem. Cảm ơn nhà mình đã quan tâm theo dõi nha.